Xin chào anh em, lại là mình, Cao Duy đây. Và tiếp tục là bản tin 23 News với những tin tức gaming hấp dẫn nhất trong ngày. Mở đầu cho bản tin, như thường lệ, vẫn sẽ là thông tin về trò chơi được yêu thích nhất của người xem kênh 23, Dota 2. Trận chung kết nhánh thua giữa LGD và Invested Gaming trong khuôn khổ giải đấu Dota Pit đã diễn ra hấp dẫn đúng như nhiều người dự đoán. IG vẫn giữ phong cách hổ báo, ưa thích với những tình huống ganh và combat nhỏ lẻ. Tuy nhiên, trước một LGD cực kỳ cáo ra trong những tình huống di chuyển, cộng với khả năng chọn thời điểm đánh nhau hợp lý, IG dường như không thể đạt hiệu quả tối đa lối chơi của họ. Bên cạnh đó, LGD cũng cho khán giả xem những chiến thuật cực kỳ mới lạ của họ so với thời điểm Any Major diễn ra. Những hero tưởng chừng như bị lãng quên tại đấu trường chuyên nghiệp như Tinker hay Push được LGD biến thành con bài chiến lược trong cách chơi của họ và khiến IG tỏ ra cực kỳ bối rối, không biết cách phản ứng. Qua đó, nhà vô địch của Any Major đã vượt qua nhà vô địch Singapore Major để trở thành đối thủ của Elephant trong trận chung kết tổng. Đúng là hình bóng của Waze Gaming năm nào đang hiện về trong cách chơi của LGD khi những tuyển thủ này đang dần phá vỡ giới hạn của meta. Sau giải đấu OGA Dota Pit, LGD sẽ sang châu Âu thi đấu ESL mùa thu, sau đó họ sẽ bootcamp để chuẩn bị cho TI10. Nhìn hành trình của LGD, chúng tôi lại nhớ tới năm 2016, Wing cũng sang châu Âu tham dự một giải đấu rồi bootcamp chuẩn bị cho TI, sau đó họ vô địch luôn. Liệu rằng LGD năm nay có giống với Wing năm ấy? Nhìn chung, khi còn gần 2 tháng trước khi TI diễn ra, các đội tuyển Trung Quốc đang cho thấy sức mạnh có phần vượt trội của họ. Mỗi đội tuyển đều có những cá tính riêng biệt, ngoài chiến thuật kỷ luật, kỹ năng cá nhân của họ cũng chưa bao giờ được đánh giá thấp. Trong khi đó, các đội phương Tây năm nay lực lượng không có gì nhiều thay đổi sau nhiều năm qua. Cộng thêm thành tích không tốt trong mùa giải năm nay khiến họ đang lép vế so với các đại diện từ Thiên Triều. Nhưng với một giải đấu như TI, một chuyện chắc chắn không thể nói trước được điều gì. Dù ở Việt Nam tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng, các giải đấu esports vẫn diễn ra một cách sôi nổi với thể thức online. Tuy vậy, giải đấu cao nhất của Liên minh huyền thoại Việt Nam VCS lại vắng bóng trong thời gian này. Sau khi hàng loạt tin tức được đăng tải xoay quanh việc VCS có thể bị hủy bỏ hay có bất đồng giữa Garena và Riot khiến giải đấu không thể diễn ra, cuối cùng ban tổ chức VCS cũng chính thức lên tiếng. Qua đó, giải đấu VCS vẫn sẽ được tổ chức như dự kiến, nhưng do thời gian gấp rút, giải đấu có thể thi đấu ngắn ngày hơn. Thể thức thi đấu thì ban tổ chức đang suy xét giữa online và online, nhưng nhiều khả năng các đội sẽ thi đấu online ở Gaming House của mình. Ngoài ra, lương thưởng của giải đấu sẽ vẫn được giữ nguyên, dù có muộn, nhưng các đội VCS có thể an tâm khi giải đấu không bị hủy bỏ, vẫn có cơ hội tranh tài để tìm ra đại diện đến với chung kết thế giới. Hơn nữa, nên nhớ rằng VCS hiện tại đã là một khu vực riêng sau nhiều năm cố gắng. Việc không thể tổ chức giải đấu chắc chắn sẽ là một bước lùi lớn. Đã hơn một năm, Việt Nam không có những đại diện ở các giải đấu quốc tế. Vậy nên, nếu chúng ta không thể tổ chức giải đấu, chắc chắn hình ảnh VCS sẽ tụt giảm trong mắt khán giả quốc tế. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phần nào thấy được thực trạng của Liên minh huyền thoại ở nước ta. Khi người phát hành một đằng, những kẻ tổ chức giải đấu lại một nẻo, khiến cho Liên minh huyền thoại đang mất dần đi vị thế game quốc dân trước những tựa game mobile. Mong rằng Riot và Garena sớm tìm ra giải pháp tối ưu cho giải đấu cấp cao nhất của Liên minh huyền thoại. Tiếp tục, vẫn là tin của Liên minh, nhưng là Liên minh tốc chiến. Sau gần một tháng tranh tài, giai đoạn vòng bảng của Icon Series mùa thu 2021 đã khép lại với những cái tên xuất sắc góp mặt tại vòng playoff. Bốn cái tên góp mặt tại vòng đấu này bao gồm SBTC Esports, Saigon Phantom, Diva Esports và Team Flash. Sau giai đoạn vòng bảng, SBTC với thành tích top 1 trên bảng xếp hạng, đội tuyển này đã lựa chọn Team Flash để đối đầu tại vòng playoff. Cặp trận còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa SGP và Diva Esports. Vòng playoff sẽ diễn ra từ ngày 18 cho tới ngày 22 tháng 8. Các đội thi đấu theo thể thức nhanh thắng nhanh thua, mỗi trận đấu đều là BO5. Bên cạnh đó, Thread chính thức được đưa vào sử dụng tại Playoff Icon Series mùa thu 2021. Sau khi được ra mắt vào ngày 13 tháng 8, vị tướng này ngoài khả năng hỗ trợ với bộ kỹ năng đa dụng, hắn còn có khả năng tấn công khá hữu hiệu trên phiên bản PC. Thresh là tướng cực kỳ được ưa thích bởi những người chơi hỗ trợ như khả năng tạo đột biến cao và vẫn làm tốt nhiệm vụ bảo kê chủ lực. Hãy cùng xem các tuyển thủ trên nền tảng mobile thể hiện thế nào với vị tướng mới này. Có thể Liên minh tốc chiến chưa thu hút được nhiều người xem, nhưng với hệ thống giải đấu quý củ và bài bản, bộ môn này có khả năng thu hút người chơi mới trong thời gian tới. Và tất nhiên, Riot Games chưa bao giờ đem con bỏ chợ, nên bạn nào muốn try hard Liên minh tốc chiến hiện tại là cực kỳ phù hợp, mấy năm nữa là nổi tiếng ấy mà. Ngay sau Icon Series kết thúc, Riot đã chính thức công bố giải đấu vô địch Đông Nam Á của Liên minh tốc chiến. Đây là giải đấu Riot phối hợp cùng với ESL tổ chức, quy tụ những đội tuyển hàng đầu của Đông Nam Á. 20 đội tuyển xuất sắc nhất từ hệ thống giải đấu mùa thu của Icon Series tốc chiến đang diễn ra sẽ góp mặt trong giải đấu vô địch tốc chiến Đông Nam Á 2021. Những đội tuyển đến từ 8 khu vực của Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa và Hồng Kông sẽ cùng cạnh tranh chức vô địch của giải đấu có tổng giải thưởng lên tới 200.000 USD. Thêm vào đó, giải vô địch tốc chiến Đông Nam Á 2021 cũng sẽ mang tới cơ hội thi đấu cho các đội tuyển đến từ Australia và New Zealand thông qua vòng loại châu Đại Dương. Giải vô địch tốc chiến Đông Nam Á 2021 sẽ có 3 giai đoạn thi đấu. Giai đoạn 1, play-in, diễn ra từ ngày 14 tới ngày 19 tháng 9 năm 2021. Vòng bảng diễn ra từ 23 đến 26 tháng 9 năm 2021. Và vòng main event diễn ra từ 30 tháng 9 cho tới 3 tháng 10 năm 2021. Các suất tham dự sẽ chia thành hai nhóm. Các đội nhóm 1 sẽ tham gia giải từ giai đoạn 2, vòng bảng
trong khi các đội nhóm 2 sẽ tham dự từ vòng play-in. 8 nhà vô địch của Icon CAC mùa thu của mỗi khu vực và một đội chiến thắng vòng loại châu đại dương sẽ vào nhóm 1, các đội tuyển còn lại sẽ mặc định vào nhóm 2. Đấy, kế hoạch làm giải nhà người ta phải bài bản thế này mà mấy ông bảo game date chẳng qua là chưa đến lúc thôi. Lúc Liên Minh Tốc Chiến mà pro thì lại quay sang khen tâm tắc, mà nói về khả năng xây dựng pro scene của Riot thì đúng là nói thừa. Ở bộ môn bắn súng mới nhất của hãng này, trong khi khu vực C mới chỉ bước vào những vòng đầu thì bên kia đại dương, nhà vô địch đã được xác định không ai khác chính là Sentinel, đội trưởng Saza và những người đồng đội đã có màn thể hiện không thể tốt hơn để đè bẹp đối thủ của mình là 100 Thief, qua đó giành chức vô địch giải đấu VCT NA Challenger. Với giải thưởng trị giá lên tới 40.000 USD, chung cuộc, Sentinel kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1 và trở thành nhà vô địch của VCT NA Challenger Stage 3. Sentinel cùng với cả 100 Thief và Envy sẽ là những đội tuyển đại diện trong khu vực NA đến với VCT Master Berlin. Đồng thời, với chức vô địch này thì những vệ binh cũng là cái tên đầu tiên góp mặt tại Valorant Champion 2021, giải đấu lớn nhất thế giới cuối năm nay, với việc đã đủ điểm tích lũy. Và tin tức về chức vô địch của Sentinel đã khép lại phần điểm tin hôm nay. Phần tiêu điểm chúng tôi sẽ để dành ra để tri ân cho diễn viên lồng tiếng Christian Lewis, người lồng tiếng cho nhân vật Sylvia của Liên Minh Huyền Thoại phiên bản Bồ Đào Nha, Mercy của Overwatch, Corsana từ Halo đã qua đời do bị sát hại. Ngoài việc hoạt động trong làng game thì Christian Lewis cũng tham gia lồng tiếng cho các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như The Simpsons hay là Justice League. Rất nhiều người đã bày tỏ sự thương tiếc với diễn viên tài năng, đồng nghiệp của cô Mario Tupitamba đã đăng tải lên Instagram sự ra đi của Christian như một nhát dao đâm vào tim tôi, hãy yên nghỉ nhé cô gái. Rất nhiều người chơi cũng gửi đến gia đình và người thân của Sylvia Brazil những lời chia buồn sâu sắc và cảm động. Mặc dù cô không còn nữa, nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn của Christian sẽ luôn sống mãi và không bao giờ phai nhòa trong tim của người hâm mộ. Điều đó như minh chứng cho câu thoại đã làm nên tên tuổi của nhân vật Mercy, Heroes Never Die. Và đến đây, bản tin 23 News cũng xin được khép lại. Tất nhiên, vẫn có cơm thêm cho anh em để tăng cường sức khỏe chống dịch. Anh em xem, sau đó chống dịch nghiêm túc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. For a man.